Đàn của tôi á, chờ ăn sáng xong rồi đi lấy thuốc bụi đồ tậu chưa? Nói mẹ ơi, câu nhà đến ngày nào cô ca cũng hút bụi cho mẹ nha. Còn ông cô la nè, chờ rồi sáng sớm đeo tai nghe đồ. Cacula làm gì á con? Tưới cây bằng súng hả? Em đi học trong lúc chờ mẹ ba với lại mẹ tư á, thì hai anh em chơi ngoài sau nhà nè, lát dẫn hai anh em đi siêu thị. Hello, hello. Ăn sáng vui vẻ xong bây giờ đi siêu thị. Đi siêu thị mua một số món để cho Coca-Cola lại với Bé Tư muốn mua gì thì mua. Mình sẽ đi siêu thị. Đi siêu thị có chút siêu à, tay xách nách mang đã chưa chồ chà, xách đồ không nổi luôn. Việt kiều Việt Nam xách đồ không nổi luôn, bỏ đồ lên bàn nghe con. Về nhà ăn cái gì đi, xong rồi ăn chơi đi. Dẫn hai anh em lại Bé Tư nè, đi mua đặc sản Hà Lan, cá chiên bột kipling đó. Ba này có dục ghét không? À, con dục không ghét đây, đây con đổ ra đây, cá chiên bột kipling con đổ ra hết luôn, đã hết luôn, có đủ không? Lấy thêm cái này là mình mua một phần, mình mua một phần cho gia đình, một phần cho gia đình như vậy là họ bán 17.5 euro ha. Đầu ăn với sốt. Qua ghế nào ngồi, ngồi trên bàn hay kia. Ngon không? Ăn thử đi. Mẹ Tư ăn thử coi thử thế sao. Ăn chưa? À, sốt này nè. Hai viên nhí. Nặng giống nhau. Đây. Cá nó sẽ có cái bột không ngồi. Và có muối. Mà bột không có nhiều đâu nha. Cái gia vị. Ngon không? Cái này hơi chiên đậm dần nha. Hả? Mang mua cá ba sa ta làm y chang vậy luôn. Bạn Bí Tư nói là không cần mua tốn tiền để về bạn Bí Tư làm cho ăn. Rửa tay xong rồi ăn nha con. Rửa tay rồi. Mời cả nhà ăn. Cá này mà cái gì con chắc nó béo lắm. Béo lắm á. Giòn giòn, béo béo. Giòn giòn béo béo sao nữa con? Ok không? Quá ngon luôn. Cá này giống ăn giống Việt Nam không? Ừ. Chiều nay cũng ăn luôn, chiều nay ăn cá hồi. Này 1 mét mấy lận á. Cá này là tắm đi mình tròn nguyên cái người luôn á. Chù chà la, mẹ mua dê cho con nè. Hồi sáng đi siêu thị lần đầu tiên mà dẫn hai bé Tư, đây là Bé Tư còn đây là Bé Ba. Bé Tư lại Coca Cola đi siêu thị chu cha vô đi mơi quá trời mơi luôn. Bánh pizza chết cha, bỏ đi cái pizza của tôi trời ơi, để vô đi vô quên hồi suốt đó, mở mở cái bánh pizza đó bạn nè nè nè, lấy nha, cái này nè, tôi đón tôi đón bỏ tôi đón con xúc qua xúc qua xúc qua, con quay mặt lại đây nè, con màu đây nè, cái này rửa mặt tôi đi, chết cha chết cha. Đây đây mẹ bỏ cho xà lách xà lách. Trời ơi trời, nãy giờ đi về ăn cho đã mà quên cái tờ đồ đồ này để tủ đông. Đi đi hỏi chi bỏ tủ đông con. Bánh pizza. Ở bên đây ăn mấy cái này là cái rẻ. Đồ ăn bánh mì á cả nhà. Cherry, cherry bữa nay trời ơi. Hôm qua cả nhà biết làm sao, Ben nó tậu lắm. Nó thấy Coca-Cola qua đây mà cherry Việt Nam mắc á. Mà Ben thì mắc đi thi, Ben đi thi rồi nên là mình không có cho Ben ra đón Coca-Cola được. Vậy mà ổng ở nhà ổng tự đem điểm ra tiệm trái cây ổng mua cherry. Mà không biết sao mà ổng mua cherry cái bà đó bán cho ổng cherry gì đâu hả, toàn là hư. Chứ lại bị nứt, bị thúi không à, đem về cái mặt buồn quá trời buồn luôn. Cherry bự thì có bự, gặp tao Việt Nam tao bật tao dẫn ra tao nói.
rồi đêm qua đây đã ăn mà nó chua lì. Lần đầu tiên đi qua đây mà cho ăn cherry thoải mái luôn, mà bên nó mua trúng cherry đó, bên buồn ở nhà ai cũng buồn, nó lâu con đừng có buồn nữa nha. Mà anh mua lấy tiền để dành á, 10 euro, 10 euro là 250.000 tiền Việt Nam đi ra mua cherry cho mấy em ăn. Nên bây giờ là đây là mình vô siêu thị mình mua nó hai hộp như vậy nè, hai hộp như vậy thì giờ nó đang bán rẻ, nó bán có 60.000 hộp rồi. Đại cà của La nè, cà nè, cà này con thích ăn không? Thích đó. Đi nói chung á là ngày nào ở qua đây là thích đi siêu thị luôn nè cả nhà. Nhà mình gần siêu thị lắm, đi cách nhà mình là có 300 mét chứ nhiêu. Cà này là cà ngọt, ăn thử nè, mày gửi ăn thử nè, gửi rửa không? Ừ, rửa không hả? Ừ, La. Có ăn nè, ổn không ta? Rồi em gái mình á, qua mua bia uống thử, qua mua bia uống thử. Chú cha, sao đi siêu thị thấy sao? Đi siêu thị thấy hai cái dưa chuột, tưởng đâu là ai cái dưa chuột, tưởng hai trái bí ngoài, tưởng hai trái bí ngồi. Mà hai nói là đi mua dưa chuột, nó lấy dưa chuột mà tưởng hai cái bí ngồi. Đó dưa chuột nè, dài và ngon. Còn qua đây là phải uống bia đủ loại. Bia Harry Kim. Bé Tư lại bé Ba thích uống bia lắm. Mua cho nhé, mua nhé cho Coca Cola nữa nè. Mua bia Hà Lan uống thử giống như bia Sài Gòn của mình á. Uống thử. Nó qua đây. Đây, nhà mình đâu có kiến, trong nhà không có hai cái kiến ở ngoài đường lối đi à. Nó qua nó chơi quá trời, nó vừa vô nhà nó chơi, nó nói trời ơi nhà bà gì đâu á. Ờ Quyên đã nhà không có cái kiến gì hết, không có soi mặt được, hàng chỉ mặt mà xấu hơn mà. Bà phải mua kiến chứ, bà phải mua kiến mà để trong nhà lâu bà nhìn thì bà mới thấy cái mặt bà đẹp chứ. Tại vì mua kiến bà mua gì? Nhà đèn á thì đèn màu vàng không mà đâu có thấy được cái mặt mình đó, mà sao mà phải mua cái đèn này này đó bóng trắng lên là trang điểm luôn nó mới đẹp. Mà bà thấy không? Bà thấy mặt cũng đẹp không? Hai không, một cái là để nặng bụng rồi nó phóng cái mặt mình bự lên nặng bụng. Còn cái này á là nó phóng lên để nặng bụng nè. Còn này là bình thường. Ok. Thôi bây giờ đi đón anh Ben nha. Mình đi đón anh Ben nha con. Trời ơi, coi ba người nè. Ủa, tôi mua ba người ba hộp luôn á. Đúng vậy. Ừ. Bây giờ mình ăn cherry này giống như là cherry ở Việt Nam vậy đó. Ở Việt Nam á, ở Việt Nam sao? Sao ông ăn? Ủa, ở Việt Nam sao ông la ông ăn? Mắc. Rất là ngon. Mắc quan quá tiền. Mà lần đầu tiên á là thấy trái tươi nè. Vậy hả? Không phải. Ở Lotte uống bình nó có bán nhưng mà ít. Ít có bán nhưng mà trái nó không có bự vậy đâu. Ăn đi con, ăn thoải mái. Qua đây là có mẹ ba lo hết. Đâu có bao giờ ăn đâu. Mắc cỡi qua đây là qua cái nào rẻ ăn. Vui vẻ. Ngon. Mấy cái này ở Việt Nam á bự chưa? Mấy cái này là ở bên đây là mình ăn bình thường chứ bên đây thì tao làm gì có tiền mà ăn ẩu hay ăn mít. Sầu riêng đồ tiền đâu ăn, ăn mấy cái này à. Ngọt. Ngon lắm à. Dạ. Rồi cả nhà kéo nhau đi lên đón bên. Lâu quá Việt Nam đi xe ông đa không mà bây giờ qua đây đi xe đạp lại nhưng mà bây giờ phải đi mà xe đạp điện. Đi xe đạp. Rồi lớp 6 đi xem đa luôn, tới giờ 38 tuổi rồi, bây giờ lớp 5 là 10 tuổi hả? 28 năm rồi á. Bây giờ phải thử lại. Xịt biển, leo lên. Được, leo lên đi, không có sợ té. Còn ông này nè, coi nè. Ông này ông dám cho mẹ ông chở, ông sợ có tai nạn giao thông, ông không chịu. Ông nói mẹ ông lâu quá. Rồi ok chưa, tôi đi trước chứ, sao bà đi trước bà biết đường không? Đi đi. Đó. Trường đón Ben rồi cả nhà, đây là trường học của Ben ha. Con thấy trường học bên đây là sao? Dạ bự. Bự hả? Có mấy lớp rồi đó. Ở đây là trường học không có tầng. Trường học của nít cấp 1 không có tầng đâu. Sao cảm giác bạn đi xe đạp lại như thế nào? Vui.
hai cái tay rung, cái chân nó cũng rung luôn. Qua bên Hà Lan là đạp xe đạp không rồi nha, chứ không có xe máy luôn, chạy lên dù. Thế sao ở đây dở chạy là do không có xe, còn ở Phan Thiết tôi cũng mới dám chạy vào. Chiều đi đá banh nha. Đang ở lớp bên bên nè, bên thấy rồi, lên đón á. Coca-Cola, ai cũng muốn gặp Coca-Cola hết. À, bên sẽ chở Cola. Bên đi trước nha. À, đi trước đây. Rồi lo đá banh liền. Toàn là dân cầu thủ không à, quần áo đá banh, giày đá banh gì đem từ Việt Nam qua hết. Ủa nà, sao mua với ông Coca-Cola thấy, tôi thấy ông Coca-Cola này là trâu đồ nẩu không rồi nha. Ông kia áo đỏ, giày đỏ, còn ông này giày xanh đi nữa. Qua đây là có bạn, đừng có anh Ben mà mấy em đâu có sợ buồn đâu. Chú cha anh Ben hẹn bạn nè. Trâu đã chưa? Bữa nay đi xe đạp như thế nào cô ca? Hôm nay rất là vui. Vui lắm hả? Mẹ ba làm đồ tây nè, cá hồi với cơm trắng nè. Thấy chưa? Bây giờ là mình chào cô chú đi. Hẹn gặp lại cô chú những video kỳ sau đi. Cô chú nhớ đăng ký và ủng hộ kênh Chăm Hen Ben nha. Bye bye. Bye bye.